Em tên là Nguyễn Kế Châu Anh, năm nay em 18 tuổi và em đang chuẩn bị đi học ở York University bên Canada vào cuối tháng 8 này. Em rất là hồi hộp nhưng mà em cũng rất vui vì mình đã đạt được cái mục tiêu của mình trong 2 năm vừa qua để mà mình được tham gia bên này, và em rất là hào hứng để trong một hành trình mới. Em có sang Canada vào năm 2017. Thì trong thời gian đấy thì em có thăm Toronto và em thật sự rất là yêu thành phố đấy. Em nghĩ nó rất là hợp với tính cách của em cũng như là với cái ngành mà em muốn theo đuổi. Thế nên là trong cái thời gian khi em về đây thì em tìm hiểu rất là nhiều trường, và York là một trong những trường mà tập trung khá tốt vào ngành Communications, là ngành em đang chuẩn bị theo học. Nghĩa là em vẫn nhớ cái ký ức đầu tiên của em về chuyện biết từ du học là gì, là em còn chưa học lớp 1 hay sao ấy, và em hỏi bố mẹ em là ví dụ về sau thì con nên thi đại học, kiểu bố mẹ em đang giải thích cho em là các cái ban để thi đại học ạ. Bố mẹ em bảo là em sẽ thi ban D và em sẽ đi du học. Hồi đấy em không hề biết đi du học là cái gì, nhưng mà em chỉ biết là chắc chắn là đấy là một trong những thứ mà mình phải làm và đấy là mục tiêu của em từ rất bé. Em nghĩ là đầu tiên là em đã chuẩn bị tinh thần cho việc là đi học và việc ở một mình lần đầu tiên, và em cũng được chuẩn bị trong đầu những cái thứ, những đồ dùng để mà mình phải mang theo sang bên kia. Về tiếng Anh thì em thấy em ở khoảng này thì em không lo lắm. Còn về hoạt động ngoại khóa thì em nghĩ là sang bên đấy em sẽ tìm hiểu một số các hoạt động về nghệ thuật, tại vì đấy là một cũng là một trong những cái đam mê của em. Đầu tiên về trường đấy thì em sẽ xem là nó thiên về thể loại trường như nào. Đầu tiên là em thì em có nhu cầu học university, nghĩa là em xác định là những năm học của em có thể là từ 4 hoặc thậm chí đến 5 năm. Và em tiếp tục là sẽ xét về ngành, những cái ngành mà nó offer, và những cái chương trình mà nó có cho những người mà từ nước khác sang học như em. Sau đấy thì em sẽ xét đến thành phố, tại vì em cũng có những cái, nghĩa là mình hơi gọi là thiên vị nhất định cho cái thành phố mà mình thích hơn trong nước đấy. Em rất là vui vì Sunrise đã giúp đỡ em trong quá trình nộp visa cũng như là xin để theo học bên New York. Em sẽ dùng là tận tâm, rất là kỹ lưỡng và rất là xuất sắc. Em nghĩ là phải xác định thật rõ ràng mục tiêu của mình là gì. Đấy là cái đầu tiên. Sau đấy thì đến việc là mình nên càng cố gắng tham gia nhiều vào cái quá trình apply thì càng tốt. Không nên để là phó mặc mọi thứ cho các anh chị tư vấn viên, mà mình phải xác định mình muốn gì thì các anh chị có thể giúp mình một cách tốt nhất.